bây giờ thì Vân sẽ cùng với lại cô ôn lại các thanh mẫu, phần mẫu mà hôm trước chúng ta đã được tập học nhé. Rồi bây giờ em sẽ đọc cho em đọc cho cô các thanh mẫu như này. Cô chỉ ở đây thì em đọc nhé. Đây là mùa tốt, mùa tốt, mùa mùa tốt. Nào đọc lại hai thanh này nào. Mùa mình đọc to lên, đọc kéo dài ra hơn một chút thì như vậy thì sẽ hay hơn đấy. Đọc lại nào. Mùa tốt, mùa 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 hơi nè. Mùa 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 mùa. Chú ý nhé, những cái âm mà có dấu sao này thì mình sẽ đọc bật hơi hơn đó. Ở đây thì như là âm hơi. Mùa 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 mùa. Đúng rồi, bật bật rõ âm hơn thì để phân biệt dễ hơn giữa hai thanh này, nếu không thì khi mà đọc thì mình sẽ dễ bị nhầm một chút, mình nghe đó, mình nghe rất nhiều. Tiếp theo, cảm ơn. Tiếp theo đây là thừa tốt, thừa tốt, lừa và lừa rất là tốt. Đây là thừa, đây là thừa tốt, thừa và tốt. Đây là chi tốt, chi tốt và rất là tốt. Đây là gì? Thư tốt, thư tốt và tốt. Thư 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 tốt. Nhớ nhá, những âm mà có dấu sao ở trên đầu này thì em đọc hơi hơn một chút. Tư, 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 tư. Đó. Tiếp theo đây là trừ tốt. Đây là trừ tốt. Trừ rất tốt. Rừ tốt rồi. Ok, tiếp theo nha. Chúng ta sẽ vào phần vận mẫu. Sẽ ôn lại phần vận mẫu một chút. À, Vân đọc giúp cô ạ. A A A A A O tốt. O Ư tốt. I U tốt. Và U rất tốt. Mình sẽ đi vào phần vận mẫu kép nha. Đây là ai tốt ạ. Ào tốt. Ăn rất tốt. Ăn tốt. Tiếp ạ. Ồ tốt ạ. Ùm tốt. Ê rất tốt. Ân tốt. Ân và ừ tốt rồi. Đây là ia 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 i a ia ia ie tốt. I i yên 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 yên. Cái chỗ này nó sẽ giống như kiểu là chữ y với chữ o. Yên yên tốt. Yêu tốt. Yên rất tốt. Yêu tốt. Yên tốt. Yên rất tốt ạ. Nhớ nhá, cái này là ia ia. Đây là ie ie. Đây là cũng giống như ia. U a ua tốt. Ua 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 tốt. Ui tốt. Uồn oan 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 tốt. Uồn đây là oan nhá. Uồn uồn và oan tốt. Uồn tốt. Nào còn lại bảo là
quần tốt hoàn tốt quà tốt đây là gì? Xem là bạn học đi vô đi nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào học luôn buổi thứ hai của bài phát âm nhé. Đó, phần đúng không ạ? Tiếng Việt thì bao gồm 3 phần là phần nguyên âm, đúng không ạ? Nguyên âm, phần thứ hai, tiếng Trung thì chúng ta sẽ bao gồm phần thanh mẫu, vận mẫu và phần thứ ba là phần thanh điệu. Nó cũng chính là phần dấu ở trong tiếng Việt đấy. Phần tiếng Việt của chúng ta thì có 6 dấu nhưng mà tiếng Trung thì không giống như thế, tiếng Trung thì sẽ có 4 thanh điệu thôi. Và đây trên bảng ở đây chính là 4 thanh điệu đó. Đó, thanh đầu tiên là chúng ta gọi là thanh 1, có độ cao 5 năm thì là như thế nào ạ? Có nghĩa là âm thanh đi ngang. Ở đây em có thể nhìn thấy là sao? Âm thanh ở đây có mũi tên 5 đúng không ạ? Là đấy là có các cái
bằng ngắn bằng 1 phần 2 thanh bình thường thôi. Ví dụ như a thì thanh nhẹ sẽ là a a đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái phần luyện này nhá. Phần luyện thì sao ạ? Ở đây là đọc là sao và thanh ba là thanh ba tốt chảo 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 âm 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 rét à chảo chảo tốt chảo chảo tốt chảo chảo tốt. Tiếp theo đây là mình sẽ đọc là như nào nhỉ? Minh và thanh hai tốt miếng 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 tốt. Đây là thiên đúng không ạ? Thêm một mà thêm một thiên 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 bật hơi này âm 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 thưa mà thiên 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 thiên. Đây là và thanh ba tốt khủng 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 khủng. Nhớ nhá, có một lưu ý là khi đọc thanh ba thì âm thanh đi xuống xong rồi sẽ đi lên đó. Khủng khủng tốt. Đây là chi em và thanh hai chén tốt đúng rồi chén 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 âm bật hơi này chén 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 chén. Đây là miên và thanh bốn thì sẽ đọc là miên 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 miền miền. Đó, em thấy đây sẽ có sự khác nhau đúng không? Thanh một và thanh bốn. Đó, hai thanh này thì chúng ta sẽ hơi dễ. Nếu như chúng ta chưa không đọc đúng thì sẽ dễ gây hiểu nhầm cho người nghe. Miền 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 miền. Đây là lương ao và thanh ba là tốt lão 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 lão. Tiếp theo và đây là tưa ông và thanh ba tốt tầng 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 tốt. Ở trong tiếng Việt đúng không ạ? Thì với mỗi dấu khác nhau thì chúng ta sẽ được những từ khác nhau. Thì tiếng Trung cũng giống như vậy. Với những thanh nghĩa khác nhau thì sẽ mang những nghĩa khác nhau. Ở đây tại sao mà vừa nãy cô nói là thanh 1 và thanh 4 đúng không ạ? Đó, ở đây chúng ta sẽ có cô đọc mẫu trước nhá. Sau đó thì các bạn ra theo. Chú zi 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 chú zi. Bạn đọc mà chú zi chú zi chú zi chú zi chú zi tốt chú zi chú zi chú zi chú zi chú zi chú zi tốt chú zi 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 tốt. Đó, tại sao ở đây là đúng không ạ? Ví dụ như chú zi là gì đấy ạ? Là hạt ngọc, là những cái giống như kiểu là châu báu đấy ạ. Đó thì sao ạ? Khi mà chúng ta nói rằng là đi mua ngọc đúng không ạ? Là đi mua chú zi, mà phát âm lại là chú zi thì lại là đi mua cột mất rồi. Vì vậy nên là
với những cái thanh điệu khác nhau thì sẽ mang lên khác nhau. Và người Việt chúng ta thì học rất là dễ nhầm thanh một và thanh bốn. Thanh một và thanh bốn. Thế là chu zi. Chu zi. Ồ, em thấy sự đồng hơi lên áo nhau đấy đúng không? Đó, vì vậy khi học cũng sẽ cố gắng chúng ta phát âm phân biệt được thanh một và thanh bốn. Cố gắng nhất có thể nhá. Đó, thì như vậy là cái khiến người nghe sẽ hiểu đúng nghĩa hơn. Ở đây cô có một ví dụ nữa là gì ạ? Mắt của bạn đâu rồi đúng không? Nhãn chìm. Nhãn chìm. Bạn đọc theo cô nhé. Nhãn chìm. Nhãn chìm. Nhãn chìm. Nhãn chìm. 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 Yêu. Nhãn chìm. Chìm. Nhãn chìm. Nhãn chìm. Tốt. Nhãn chìm. Nhãn chìm. Tốt. Nhãn chìm. Nhãn chìm. Nhãn chìm. Nhãn chìm. Nhãn chìm. Yêu nè. Yêu. Nhìn. Tốt. Nhãn chìm. Nhãn chìm. Nhãn chìm. Nhãn chìm. Tốt. Đúng không ạ? Ở đây nhãn chìm là cái kính mắt. Và nhãn chìm là mắt. Thì thay vì hỏi là kính của bạn đâu rồi, thì khi mà chúng ta phát âm bị nhầm lẫn giữa thanh một và thanh bốn thì lại hỏi là mắt của bạn đâu rồi đúng không ạ? Đó, vì vậy nên là hãy trong quá trình học hãy chú ý làm sao để chúng ta cố gắng nhất có thể để có thể phát âm đúng thanh một và thanh bốn. Ok, chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo. Đó, thì ở đây có một số những lưu ý về thanh điệu đối với giờ thanh điệu đúng không ạ? Tiếng Việt thì chúng ta đánh dấu ở trên các ký tự đã được quy định, thì tiếng Trung cũng giống như vậy. Đó, dấu sẽ được đánh trên âm tiết có độ mở khẩu miệng to hơn như hướng tự ở bên trên. Ví dụ như khi A đi với O thì chúng ta đánh vào A, O đi với ưa thì đánh vào O, ưa đi với E đúng không? E đi với I chúng ta đánh vào chữ E. Nghĩa là chữ E ở đây thì là cô đang nói về cái từ cái chữ ở đây ấy, chứ không phải là mình phát âm như vậy nhé. Chữ E đi với I thì chúng ta đánh vào E. Đó, ví dụ ở đây đúng không ạ? A đi với O thì đánh vào đâu ạ? Tốt. A đi với O đánh vào. Tốt. I đi với E thì chúng ta đó, E đi với I thì chúng ta đánh vào E đúng không ạ? Còn từ này thì là dễ rồi đúng không ạ? Là A thì chúng ta đánh vào phần A. Ok, bây giờ thì sẽ đọc cùng với cô nhé. Tao. 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 Máu. 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 Thỉa. 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 Chân. 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 Tốt. Bây giờ thì cô sẽ đọc thanh điệu nhá. Xong sau đó thì em sẽ đoán xem đó là thanh gì. Chữ. Là thanh. Chữ. Có thanh. Tốt. Đúng rồi, chính là thanh bốn. Lão. Lão. Chúng ta sẽ có thanh 1, 2, 3 và 4. Và thanh 2 đó. Lão. Lão, âm thanh đi lên. Lão. Lẩu. Tốt, thanh 3. Đúng không ạ? Bây giờ em sẽ đọc cô một phần này nha. Đây là tưa, ao và thanh một là tưa với giao là giao. Tốt, thanh một nào giao. Tốt, tiếp theo mưa với giao giao. Tốt, thanh ba lưa với giang thanh bốn liền. Thanh bốn là âm thanh rơi xuống ạ. Liền. 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 Tốt. Chư với qua là thanh một.
tròn tốt tròn 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 tiếp theo tròn tốt tròn đồng lần nữa tròn tốt ok tiếp theo thứ điều thứ hai khi nguyên âm y mang thanh hiệu thì phải bỏ dấu chấm ở trên y đó ở trong tiếng Việt đúng không ạ thì chúng ta vẫn giữ nguyên cái dấu chấm này đó nhưng mà khi ở trong tiếng âm khi đi với lại sao ạ thanh hiệu thì chúng ta cần phải bỏ cái chữ dấu chấm này đi và nhường chỗ cho thanh hiệu ở đây để chúng ta đánh dấu đây là tốt nỉ 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 tốt đây là tốt mỉ 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 và đây là mỉ tốt mỉ tốt và đối với những trường hợp vận mẫu là uôi đúng không ạ và yêu yêu thì ký hiệu trên thanh điệu sẽ được viết trên nguyên âm đứng sau đây ví dụ như đây là em xoay và thanh ba là tốt xoay 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 và đây là tốt tiêu đọc to hơn nào tiêu tốt tiêu 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 tốt và cuối cùng thanh nhẹ vừa đọc ngắn vừa nhẹ không ghi ký hiệu gì trên âm tiết khi chú phiên âm đó ví dụ như mama mama nào đọc nào mama 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 đó phần thanh nhẹ này ta đọc được vừa ngắn và có độ rơi mama đó nào mama mama tốt papa 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 tốt và tiếp theo có một số những cái biến điệu của chúng ta khi mà chúng ta viết lại thanh điệu đó trường hợp biến điệu của thanh ba trường hợp thứ nhất cái phần này em có thể nhìn vào nhá sau đó thì để mình sẽ xem làm sao để có thể là dễ hiểu nhất trường hợp đầu tiên là hai thanh ba đi liền với nhau thì âm tiết đầu sẽ đọc thành hai và thanh ba giữ nguyên đó ở đây chúng ta sẽ có trường hợp là sao ạ 3 cộng với 3 thì sẽ thành 2 cộng với 3 đúng không ạ ví dụ như từ nỉ và hảo là 2 thêm 3 đúng không ạ đứng cạnh nhau thì chúng ta sẽ chuyển thành gì đây ạ tốt và hảo tốt đó nào bạn đọc cho giúp cô ạ nỉ hảo tốt đây là nỉ hảo tốt trường hợp thứ hai là khi ba thanh ba đi liền với nhau thì hai âm đầu chúng ta sẽ đọc thành thanh hai hoặc thanh thứ hai đọc thành thanh hai đó ví dụ ở đây đây là trường hợp thứ nhất trường hợp thứ hai là khi ba cộng với ba đó thì sẽ thành ở đây sẽ có hai trường hợp là 2 cộng với 3 hoặc là 3 cộng 2 cộng 3 ở đây chúng ta có ở trường hợp của khẩn hảo thì sẽ thành tốt và hẳn tốt hảo tốt đúng không ạ ở đây sẽ thấy của tốt hẳn tốt hảo rất tốt ok bây giờ em sẽ đọc cô nhá đọc đây ạ đọc chậm thôi cũng được không phải đọc nhanh đâu của nào em đọc cả nhá của hẳn hảo tốt 我很好 tốt 我很好 tốt, rất tốt rồi
Và trường hợp thứ ba là với bốn âm tiết cùng mang thanh ba, thì âm tiết đầu và âm tiết thứ ba chúng ta sẽ đọc thành thanh hai. Phần này cô xóa đi nhá, để viết nó sẽ cao hơn một chút. Phần ba đúng không ạ? Ba cộng ba cộng ba cộng ba thì sẽ thành đó, 2 cộng 3 cộng 2 cộng 3. Đây sẽ chúng ta có là từ của, ghệ, khẩn, hảo thì sẽ thành gì đây ạ? Tốt, của, ghệ, tốt, khẩn, tốt, hảo. Rất tốt ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đọc nhá. Và anh đọc cái từ này của cô nào, dòng này của cô nào. Của, nhẹ, hấn, học, khẩn, hảo. Ok, tốt rồi. Của, nhẹ, hấn, hảo. Của, nhẹ, hấn, hảo. Của, nhẹ, hấn, hảo. Ok, đó, chúng ta sẽ luyện tập nhiều hơn nhá. Từ lần này xong. Tiếp theo, đó chính là về phần phần biến điệu của cụ. Tiếp sau là về phần biến điệu của cụ. Thì cụ ở đây có nghĩa là